Rippon Lea Estate là một tòa dinh thự lớn thế kỷ 19 thuộc về một nhà doanh nhân, chính trị gia và nhà từ thiện giàu có, ngài Frederick Thorogood, được xây dựng vào năm 1868 với diện tích tổng cộng là 18 hecta. Hiện nay dinh thự được quản lý bởi National Trust of Australia và được xem là di sản quốc gia Úc vào năm 2006. Giờ thì tụi mình đang hướng về phía dinh thự và xem nó sẽ như thế nào. Tụi mình thì không có được vào bên trong cho nên nó hầu hết tụi mình chỉ được quay những cái bên ngoài thôi, những cái ngoại cảnh giống như là hành lang, hồ bơi. Nhưng mà như vậy là cũng đủ thấy được cái sự lộng lẫy nguy nga tráng lệ của cái tòa nhà này rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ lên cái chòi đằng kia nha. Tụi mình không có đi lên được cao nữa, tại vì cái cửa lên thì đã bị khóa rồi, cho nên mình chỉ có thể xem xung quanh thôi.
Theo mình đọc được từ bản thông tin thì tòa tháp này được xây dựng năm 1890, được trùng tu vào năm 1980-81 và chính thức khai trương bởi Ian McPhee, là thành viên liên bang danh dự của Balaclava và bộ trưởng về các vấn đề dân tộc và nhập cư vào năm 1981.